Ok, Mỹ Hạnh, tướng của Long Cung lên đây không? Tử này dễ thương nè, lên đây nói. Con có thuộc dạng hộ pháp, lên đây, mắc cỡ gì? Rồi chúng cái đèn á, cái chừng đứng gì chúng cái đèn lại đây nói chuyện. Bữa nay là để cho mấy đệ tử nói chuyện cho bộ ngồi cười đó à. Mỹ Hạnh lên đây. Rồi, cái này là không phải Mỹ Hạnh nha, là ông Mỹ Hạnh. Tại cái cốt của Mỹ Hạnh đó là một tướng đó nha, chứ không phải là người thường, tướng của Long Cung. Cho nên cũng có căn tu lắm. Mà ở nhà Mỹ Hạnh sau khi thờ dấu hiệu thiên tâm, thờ cha mẹ đó, thì ở dưới Long Cung lên hoài à, cái để camera cứ thấy mấy vị bay tới bay lui mỗi ngày nhắn tin cho phụ. Thì lúc đó thì phụ cũng hiếu kỳ tưởng là ma, nhưng mà thật sự sau này hỏi lại là khi mà có hình cha mẹ mà thờ trong nhà đó, thì tự nhiên tất cả các chư thần, chư thánh, chư thiên đều về đảnh lễ, thì họ cứ bay tới bay lui hoài á. Cho nên giờ nhà này là chư thiên thăm viếng đều đều. Con kể đây, kể chuyện của con từ lúc mà lên núi rồi sao giờ ngồi lên để quỳ đau đầu gối. Ngồi này đi, ngồi lên nói đi. Dạ, trước nhất thì con xin cảm tạ cha mẹ, cha Ngọc Hoàng, mẹ Duy Trì Kim Mẫu và đã cho con có cơ hội đến với Thiên Tâm. Và con cảm tạ sư phụ đã nhận con làm đệ tử. Con rất là cái ngày mà sư phụ nhận con làm đệ tử đó là, dạ em cũng quên chào huynh đệ tử muội, em cũng hơi run chút xíu. Dạ. Thì cái nhân duyên của em á là lên núi gặp sư phụ á, rồi được sư phụ nhận làm đệ tử á, là hôm đó là trước đó là mấy tuần ông ngoại em mất, thì em có lên núi đọc kinh Địa Tạng. Thì điện Phật hay điện mẫu thì lúc mà có giờ là em sau giờ làm em đều lên em đọc kinh. Rồi xong sau đó đó là có một lần á thì em đang đọc kinh á, thì đã đọc kinh được hơn nửa tiếng rồi mà nhang cũng đã tàn rồi, mà tự nhiên em thấy có một làn hương nó bay quanh quẩn ở bên vai phải của em. Thì lúc đó thì em cũng thấy lạ, em nhìn, em đang đọc kinh mà em nhìn em thấy lạ quá. Rồi xong cái em mới thắc mắc mà cũng không biết là cái gì. Rồi sau đó thì xuống núi thì nói chuyện với sư phụ và xin sư phụ, thì được sư phụ nhận làm đệ tử. Nhưng mà trước đó đó là mẹ của em á, là em với mẹ của em đã coi băng của sư phụ cũng đã từ lâu, và em cũng đã lên núi từ năm 2017-18. Thì mẹ em có nói với em một câu là: con ơi, khi nào mà sư phụ nhận con làm đệ tử á, thì con phải yes nha con. Là tại vì nhân duyên rất là khó gặp, mà tại vì con nghĩ là hồi đó tới giờ á, thì làm sao ở thế gian này mình có sư phụ nữa, tại vì nó là một điều gì rất là xa vời với con. Mà sau khi mẹ con nói á, thì tự nhiên cái con mới giác ngộ, giống như là con nhận ra một điều gì đó nó rất là quý báu mà rất là thiêng liêng. Cho nên lúc mà không biết sư phụ thì thôi, sau khi mà sư phụ nhận làm đệ tử đó là con cảm thấy là có một cái mối liên hệ gì rất là khăng khít với sư phụ. Và nó giống như là có một cái tình thương gì đó, nó rất là sâu sắc mà con không có diễn tả được. Thì khi mà mẹ của con lên núi năm 2017-18 gì đó, con không có nhớ rõ, nhưng mà con có đọc kinh ở cái điện, ở cái kho này nè. Thì lúc đó con với mẹ con có lên đây đọc kinh, thì có thỉnh cuốn kinh Thiên Tâm, mà không biết vì sao á, mà cuốn kinh Thiên Tâm nó nằm trong tủ cho đến cách đây hơn 2 năm thì con có gửi về Việt Nam. Là tại vì cái mùa Covid đó mẹ con ở bên Việt Nam, thì sau khi con gửi cuốn kinh về á, là mẹ đọc kinh mà rất là tin tưởng luôn, tại vì tin sư phụ từ rất là lâu rồi, mà nghe sư phụ mỗi clip sư phụ ra là nghe hết tất cả luôn. Rồi từ ngày mà đọc kinh Thiên Tâm á, là trong gia đình của con bây giờ rất là những cái điều kỳ diệu, là giống như là nhà con cũng thờ mẫu, tại vì mẹ con đã thờ mẫu từ đã rất là lâu lắm rồi, từ lúc còn nhỏ mà chưa lấy chồng luôn. Thì tại vì có cái niềm tin sâu sắc rồi, khi mà hồi đó giờ mẹ cũng đọc kinh nhiều lắm, nhưng mà lúc mà có cái cuốn kinh Thiên Tâm á, thì đọc kinh á, là mỗi ngày đọc kinh, mỗi chiều mẹ đọc kinh thì có những cái hiện tượng rất là lạ, giống như là có những cái ánh sáng, rồi có những cái hào quang, có những cái người mà rất là cao to
giống như là đủ cỡ luôn, cao bằng độc dừa cũng có, mà cao thấp cũng có, mà có đội mão rồi mặc áo xám đó đồ. Chỉ có nhìn qua camera mới thấy thôi, chứ nhìn ở ngoài, mở cửa nhìn ở ngoài là không thấy gì hết. Tại vì có bốn cái camera thì chiếu hết trong điện của mẹ, có hào quang rồi bay vòng vòng cũng giống như nó chuyển động hết, rồi có ánh sáng ở ngoài dội vô nữa. Nó có rất là ly kỳ mà có rất nhiều hình ảnh thì có gửi cho sư phụ coi. Thì sư phụ nói như vậy thì mẹ con rất là mừng và rất là cảm ơn sư phụ. Mẹ con có nhắn với con một câu là khi mà gặp sư phụ là mẹ con chỉ xin lại sư phụ ba lại, tại vì những cái mẹ con không cần nói gì hết, tại vì mẹ con là tin tưởng sư phụ là một vị Phật, là Minh Dương, là vị Phật Phật Di Lặc đã ra đời. Thì mẹ con rất là quý mến sư phụ và con đây cũng rất là thương sư phụ rất nhiều, và con cảm tạ sư phụ. Tớ này dễ thương á, ngày nào đi làm về á cũng mở cửa tự một mình nha, mở cửa Vietnamese House đọc kinh, cho nên tinh tấn gặp tôi rất là tinh tấn. Tử nay ngồi là con lâu quá không gặp con á, con đứng cười gì lên đây. Xin thưa với cha mẹ, thưa các chư vị đang ở bên ngoài, thưa sư phụ, thưa với lại các anh chị, thì hôm nay đến đây là cái ngày mà phía cha là muốn nói cái điều mà rất là vinh dự là được sư phụ nhận làm đệ tử. Đến núi này cũng mấy lần rồi nhưng mà không có gặp được sư phụ, thì chỉ gặp sư phụ đi ở bên ngoài thôi. Hôm nay, ngày hôm qua đó, thì ngày hôm kia thì ở San Jose, hôm qua có đến đây và hôm nay thì được sư phụ gọi lên để mà nói những cái điều mà trước đây đó thì cũng có tin về một cái vô hình mà mình không biết được, mình không hiểu được và thử đi tìm hiểu nó. Thì sau khi mà mình tìm hiểu rồi đó, rồi mình mới biết được cái núi Thiên Long Sơn này. Thì lúc đó mới đi với cùng với bà xã đến cái núi này. Và những cái clip mà sư phụ đưa lên trên YouTube đó, cũng đều có coi. Và coi mà thấy cái điều mà sư phụ nói á, với lại cái ở ngoài đời thường á, nó đúng lắm. Mà không biết tại sao mà mình lại tin như vậy, mình không biết từ đâu mà mình phải tin như vậy. Thì những cái điều mà sư phụ nói đó, mình có kiểm nghiệm qua cái thực tế, cái trong cái đời thường mà. Đó là những cái mà sư phụ nói là thật có trong cái đời thường. Mà những cái người khác đó, như sư phụ ấy nói là chúng sanh còn vô minh, những người đó bây giờ mình muốn họ hiểu như mình hiểu được đó, nhưng mình chưa biết cách làm như thế nào để cho họ hiểu được như mình hiểu. Thì hôm nay ngồi ở đây thì cũng có cái tâm nguyện là mình sẽ cố gắng làm cái điều đó, nhưng mà muốn làm điều đó thì cũng phải nhờ cái sự giúp đỡ của các anh chị mà đi trước này chỉ dẫn cho mình, rồi với lại sự chỉ dẫn của sư phụ để mà cho những cái chúng sanh đó, vô minh đó từ từ nhận thức được và giúp cho cái đời nó được tốt đẹp cho cái mai sau. Còn cái vấn đề mà những người Việt mình mà đang ở Việt Nam đó, thì có một số thông qua cái YouTube thì mới biết được sư phụ, nhưng mà số người đó đó chưa có được may mắn như là các anh chị đang ngồi có thể trực tiếp gặp với sư phụ. Thì nếu mình có cái điều kiện nào đó, mình có thể giúp cho họ để cho cái nước Việt của mình nó như sư phụ nói đó, sau này nó sẽ được sáng, nó được mạnh, nó được coi như là gọi là sáng cường quốc. Chắc chắn cường quốc mà, còn giờ dạ. Chưa ai nghĩ. Nhưng mà nhìn lại 5 năm về trước, nước Việt thời của mấy thủ tướng trước, đâu có ngờ đến ngày hôm nay tất cả mọi thứ. Hôm nay những cái về địa ốc Việt Nam hay là công ty may mặc hay là ruộng lúa, một nước Việt sản xuất lúa gạo mà đâu có ngờ là sẽ chết đói. Thì cho nên chuyện này cũng nói chung, đầu tiên năm 2017 mấy vị đẩy lên trên mạng để nói là mục đích chỉ mong 18 ông bầu chính trị thôi,
chứ không phải là 18 triệu người. Lần đầu tiên là chỉ nhắm vào mấy ổng để cho thượng thiên. Từ thời hình như Nguyễn Tấn Dũng tới ông Phúc gì đó, thời đó là chỉ mong 18 ông thượng thiên là theo Mỹ. Tại vì cơ trời sẽ không bao giờ để cho Nghe hay là Trung Cộng nắm cái quả địa cầu này. Thì mấy vị kêu nó con gán nói, con độn 118 cái thằng đó đó, mình nói chữ 18 thằng luôn á, là con độ được cả nước Việt. Thì đầu tiên clip đầu tiên lên chỉ nhắm 18 người thôi, mà không ngờ đến lúc mình lên giờ mấy trăm nghìn người coi. Thì cũng ok, trong 18 ông đó đó mà chỉ cần một ông mà nghe được, một ông mà hôm nay đứng lên, tôi Nguyễn Minh Gorbachev là sao không? Chỉ một ông thôi. Ok rồi, mình nói chuyện nãy giờ, bữa nay mình nói chuyện nhà phải không? Thì cảm ơn con lên đây chia sẻ. Rồi Thiên Thảo lên đây con, nhà bác học của Mỹ lên đây. Con ừ, con cũng hộ Pháp, con sẽ hộ độ mấy người Mỹ. Độ ông chồng con trước. Thiên Thảo là con. Ủa con ở đây Thiên Thảo bên Florida sao con được? Ở đây, ở đây này Thiên Thảo là một trong những kỹ sư giỏi, con ngồi ở đây đi con. Đại tử này cũng dễ thương lắm. Này đại tử này sau này độ độ mấy Mỹ. Đại bác Mỹ cũng cần mấy độ, con độ ông chồng con trước. Rồi con có gì chia sẻ Thiên Thảo. Dạ, con là Thiên Phương Thảo. Con với mẹ con mới từ Florida qua, con xin cảm ơn tạ ơn cha mẹ. Con nói con đang làm là gì ngoài mặt đời? Tại vì mình là giống như phụ nửa đời nửa đạo. Đời không thua người, đạo á, mình cũng không hiền nhất hơn mọi người. Nghĩa là phần nào mình cũng hết hết, số một hết. Dạ, dạ thưa sư phụ, con là thật sự là con là kỹ sư, con đang làm cho hãng Siemens Energy. Con về aerospace ngày xưa, nhưng mà hàng không á, hàng không. Dạ, về hàng không, xin lỗi. Nhưng mà đối với con là con học, nhưng mà con thật ra là người Công giáo từ hồi mà con lấy chồng. Con chỉ mới vừa biết về Phật pháp khoảng chừng từ hồi mà con nghe sư phụ từ clip đầu tiên, rồi con giới thiệu với mẹ con là hai mẹ con rất là tin tưởng. Con cũng xin sám hối bữa nay là trong người của con còn rất là nhiều tham sân si, còn ngã mạn, còn gọi là ganh tị đủ thứ từ trường học, nhất là trong gia đình của con. Và con nghĩ là chính vì vậy cho nên con gặp rất là nhiều rắc rối trong cái chuyện mà dạy con cái. Con cái của con là teenager, nó rất là, nó khác với mình. Con cũng rất là đau khổ trong mấy năm, nhưng mà khi mà con nghe được những cái sờ dạy dỗ của sư phụ, cái tự nhiên con cảm thấy là ôi sao đạo thiên tâm này nó đúng với cái những cái gì mà mình thắc mắc ngày xưa. Là con đạo Công giáo thì không có tin vào luật nhân quả, đạo Phật thì không có nói nhiều về cha mẹ, cho nên con thấy sư phụ là con thấy hình như là sư phụ feel cái những cái gì mà nó thiếu sót trong cái hai đạo này. Cho nên con với mẹ con là con tin tưởng 100%, rồi con cũng đi lên Thiên Long Sơn, rồi con rất là mừng khi mà sư phụ nhận được con làm đệ tử. Con cảm ơn tạ ơn sư phụ. Bữa nay là mẹ con nữa. Con ngày thường đời sống từ lúc mà trước khi biết cha biết mẹ đến ngày hôm nay, đời sống con vui vẻ khả quan hơn là sư phụ vui rồi. Dạ, con rất là khả quan hơn, mà con nó thấy nó cũng ngoan hơn, nhất là chồng con. Tuy là chưa có chịu vô Thiên Tâm giáo, nhưng mà họ rất là support. Nhưng mà con cũng xin sư phụ giống như bless chúng con để một ngày nào đó cả gia đình con được đi vô Thiên Tâm giáo, được làm đệ tử của sư phụ. Nhiều cũng giống như đây đó, lúc đầu thì vậy thôi, ở đây còn nhiều. Tại vì khi vô á, mang hội thiên đó là mấy vị thiện thần đi về xã hội, thì họ là họ chung gia đình hạnh phúc luôn. Mục đích cái Thiên Tâm của mình, con coi vậy, mục đích Thiên Tâm của mình là đời sống hạnh phúc, đang sống là phải có vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và không có bị depression. Đó là chủ yếu, chủ trương đầu tiên của con của ông trời. Cái tiếp Thiên Tướng Anh, con có gì chia sẻ? Con cũng là rồng, con hụt mà hết, mang rồng lên nói chuyện đi, đứng khà lưỡi giờ ta quản hồn nữa. Mày mấy rồng không á? Rồng không á? Con giữ. Con được rồng giữ.
Bánh nhỏ con nghĩa là rộng á, dữ. Dạ, chân mạng. Xin chào cha mẹ sư phụ với các anh chị em huynh đệ tỷ muội. Thực sự con cũng coi các clip của sư phụ từ lúc mà nghỉ dịch Covid ở nhà, lúc đó đâu có đi làm đâu, chỉ có nằm ở nhà coi YouTube thôi. Thật sự thì là con cũng có những cái nhân duyên, con cũng là đạo Công giáo, con đạo Công giáo gốc, con gia đình gốc luôn á. Nhưng mà con có những cái nhân duyên mà liên quan về tâm linh rất là nhiều từ lúc mà con còn ở Việt Nam. Và có đó cũng là do một cái linh mục, người Công giáo, nhưng mà ông tin về tâm linh mà ông dạy và ông truyền lại cho thì con nghe những cái kinh nghiệm của ông. Từ những cái lúc đó, khi mà con nghe các clip của sư phụ á, thời lúc đầu á, tại vì sư phụ không phải là cái người mà hay đi thuyết giảng hay trình giảng cho mọi người nghe, cho nên cái cách nói của sư phụ nó không có làm cho mình bị được thu hút. Nhưng mà nó, con lúc nào con cũng nhớ một câu á, những cái gì mà hào nhoáng bên ngoài á, cái đó là không có thật. Nhưng mà những cái gì á, mà xuất phát nói từ tâm ra đó, những cái đó mới là sự thật. Cho nên khi mà con nghe những cái lời mà sư phụ dạy á, những cái điều mà sư phụ nói á, bắt đầu con thấm từ từ. Và những gì mà con đã biết từ Công giáo bên Việt Nam. Và khi con cũng là người tâm linh, con cũng là người cầu nguyện, và cầu nguyện rất là mật thiết với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Con nghĩ chính vì vậy á, mà những cái gì mà con cảm nhận về sư phụ á, nó giống như là Chúa Giêsu như vậy đó. Và thật sự cái này không phải là những cái mình có thể nhìn thấy bằng mắt được, nhưng mà mình có thể cảm nghiệm bằng tâm được mà thôi. Cho nên khi mà con nhìn thấy á, con mới xác định trong lòng con, rồi đây chính là Chúa Giêsu tái lâm. Con nói bốn bè úp thật hả? Dạ. Con thấy là như vậy đó. Và thực sự có những cái khi mà con liên kết với nhau, cũng Chúa Giêsu sinh từ Thánh Giuse là một bác thợ mộc ra. Cũng Chúa Giêsu sinh ra từ cái lúc mà không có một cái bệnh viện nào nhận, tất cả mọi người đều từ chối để mà mẹ Maria sinh Chúa Giêsu ra. Thì sư phụ cũng là người được sinh ra từ trong chiến tranh. Không có phải ở mấy trường con không có được trong nhà thương. Mấy hiền của cái trường học. Dạ. Có phải chạy giặt nữa. Dạ. Đông người. Thì những cái người mà chân mạng thiên tử xuống để mà cứu độ nhân loại thì không bao giờ có một cuộc đời sung túc từ nhỏ cho đến lớn. Đó là cái mà con cảm nhận và con biết, mà chính vì vậy mà thâm tâm con xác nhận điều đó là đúng. Dạ, thì cho đến bây giờ thì những gì sư phụ dạy và những gì sư ca dạy, con cũng cố gắng con tập, nhưng mà con cũng lười. Đó là cái tội lớn nhất của con. Nhưng mà con còn trẻ, con là những cái dạng làm những cái bước gạch kế tiếp sau khi sư phụ về trời, thì đến thế hệ của con là chân mệnh cao á, rộng á, thì giống như mấy đứa nhỏ hồi nãy á, thì sẽ một cái thế hệ thiên tâm, nó mạnh hơn, nó hùng hậu hơn, nó có một cái tổ chức tiếng Anh luôn. Và những đứa lớn này hôm nay đã biết đạo, biết giữ giới, thì con nghĩ nó những đứa trẻ này học rất là nhiều. Còn ở giờ chót này